Đây là thế này thôi sao? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ly coca nhỏ như vậy. Tớ đã may mắn hơn cậu rất là nhiều. Hơn sao? Nhìn xem tớ thật may mắn làm sao. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bình như vậy. Nhưng mà có người sẽ ít nhất sẽ bắt đầu vậy. Mary, cậu là người đầu tiên nhé. Dễ thôi. Bây giờ tớ phải mở cái bình nhỏ này ra. Nhưng mà làm nào dỗ? Ngay cả răng cũng không giúp được gì. Nhưng mà tớ vẫn sẽ làm được thôi. Nào, mở nhanh lên. Này, nhận lấy đi. Ta-da, tớ đã nói với cậu tớ sẽ làm được mà. Ôi, ngon quá. Thật tiếc là quá ít. Emma, bây giờ đấy là cậu rồi đấy. À, được rồi. Không giống như Mary, đồ uống của tớ không có vấn đề gì khi mở luôn. Ôi, ngon quá. Nhưng mà tớ vẫn thích một cái gì đó hay hơn. Tại sao không làm coca ngon hơn nhỉ? Ví dụ như cho thêm một ít mật ong vào này. Tuyệt, tớ nghĩ nó sẽ rất là ngon đấy. Sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần lắc nó lên thôi. Tớ nghĩ đủ rồi. Và tất nhiên coca không nên được uống khi ấm. Cần phải làm lạnh nó nữa chứ. Xong rồi. Bây giờ thì tớ có thể uống. Hay đúng hơn là ăn nó. Nhìn này. Oh wow. Trời ạ, à, đó là thạch vị coca. Đúng rồi, tất cả là nhờ mật ong và sự lạnh lẽo. Tớ rất là vui mừng luôn. Tớ muốn ăn mọi thứ cùng một lúc luôn. Ôi trời ạ, nó kéo ra dài quá. Ôi, cái này chắc là ngon lắm nhỉ. Ồ, trời ạ, mật ong dính hết cả vào tay tớ rồi. Trời ạ, các bạn có thể giúp tớ được không? Không, 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 chúng tớ không muốn bẩn đâu. Thôi, phải sử dụng bàn vậy. Xong rồi. Nhưng mà tay thì chắc là chỉ phải liếm thôi. Thôi được rồi, bây giờ đấy là tớ nhá. Ôi, tớ đã chuẩn bị một cái ống hút cho cái này này. Tuyệt phải không? Ôi không, trời ạ, nó chìm xuống dưới rồi. Ôi, như này tớ chắc chắn sẽ không uống được coca. Thật tốt khi tớ có cả một đống ống hút. Và tớ có thể dễ dàng làm một cái ống hút còn dài hơn nữa từ nó. Emma, tớ đề nghị chúng ta nên mượn một ít từ cậu ấy nhỏ. Và coca nữa. Còn đây là cái gì nữa? Này, các bạn không thấy xấu hổ sao? Khi còn nhỏ, các bạn không được rời đây, không được lấy đồ của người khác sao? Trời ạ, đồ tham lam. Chúng ta cần phải dạy cho cậu ấy một bài học. Đúng, tớ đã đồng ý. Thật tốt, nên chúng ta luôn mang nguồn tốt theo mình. Xong rồi. Bây giờ coca sẽ phun trào. À, trời ạ, à, nó phun hết cả ra rồi. Ôi, bây giờ tớ nhớp nháp. Ôi, thật là ghê tởm. Ôi, bây giờ tớ không có gì để uống. Nhưng mà cũng rất là buồn cười mà. Ôi, nhưng mà nó rất đáng giá. Ôi, tớ chắc chắn sẽ không ăn no với phần này đâu. Ôi, Kit, đây là mì cay. Vì vậy, cậu rất may mắn, còn tớ không may mắn. Cậu không may mắn sao? Cậu đã nhìn thấy cái xô trước mặt tớ chưa? Thật tốt khi Kit bắt đầu ăn lần này nhá. Thôi được rồi, tớ không sợ đâu. Tớ có thể xử lý được. Và nó còn có rất ít nữa chứ. À,
hay quá. À! Trời ơi các bạn ơi. Ôi thật là khó chịu. Ồ, nó không tốt chút nào. Em à, tôi không ghen tị với cậu một chút nào đâu. Tớ càng sớm ăn quả bom này thì càng nhanh tớ ăn xong. Nào, có vẻ như vẫn ổn. Ôi, tớ nghĩ đã hiểu kê đang nói về điều gì rồi. Ôi trời ạ, à, cay quá. Ồ wow, tớ chưa bao giờ thấy ngọn lửa như vậy trước đây đâu. Đấy, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Nước đã giúp tớ. Mary đừng nói nữa, đến giờ ăn rồi. Không, không, tớ không làm đâu. Trời ơi, tớ không thể. Nhưng mà, tớ sẽ thử. Nào, bây giờ tớ sẽ xử lý mày. Các bạn ơi, tớ khó chịu quá. Emma, cho tớ nước. Chúng ta là bạn bè mà, và bạn bè sẽ không bỏ nhau. Đây, bây giờ chúng ta hãy giúp Mary. Mary. Ôi, ôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời ạ, tớ có thể tiếp tục ăn. Chỉ đừng có quên xịt. Ồ. Mary, cậu luôn có thể phụ thuộc vào chúng tớ. Tớ đồng ý. Ôi trời ơi, nhưng mà các bạn đừng quên. Ôi hình như hết nước mất rồi. Ôi không, thật là không đúng lúc kìa. Ồ wow. Các bạn ơi, xin lỗi vì tóc nhá, tôi không cố ý làm như vậy đâu. Ai, cây xương rồng nhọn quá. Ôi, rất sắc và rất là to nữa chứ. Của cậu to sao? Không, cậu vẫn chưa thấy của tớ thôi. Tớ sẵn sàng chết ngất vì một cái nhìn. Bình tĩnh, mọi thứ vẫn sẽ ổn. Ồ, Mary, chúng ta sẽ thấy điều này. Ví dụ cậu có thể ăn xương rồng cậu trước nhá. Ồ, tớ có một ý tưởng. Tại sao không loại bỏ tất cả cái cây kim từ cây xương rồng này chứ? Như này thì chắc chắn tớ sẽ không đau rồi. Rất là tuyệt vời. Ôi trời ạ. Vị trông thật là kinh. Ôi ghê quá trời ạ. Thôi tớ không bị gai đâm vào. Thôi được rồi, tớ cũng sẽ bỏ những cái gai đi. Nhưng mà tớ sẽ làm điều đó theo cách thanh lịch hơn một chút. Kia. Sẵn sàng. Em à, cậu là một ninja thực sự. Hoàn hồ. Cảm ơn các bạn, tớ đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mà đừng nói nữa, đến giờ ăn rồi. Ôi không, ghê quá đi mất. Trời ạ, à, ngay với thứ ghê tởm này, ngay cả một ninja cũng không thể đối phó được. Ghê quá. Nhưng mà cậu vẫn phải ăn nó thôi. Trời ạ, à, ai đã nghĩ ra những quy tắc ngu ngốc này vậy. Ôi, ôi, trời ạ, à, đủ rồi. Tớ chưa bao giờ thấy gì tồi tệ hơn trong thời gian này. Kết, cậu là người duy nhất còn lại đấy. Tại sao các bạn lại làm điều này với tớ? Tớ đoán tớ sẽ đi theo con đường của Mary. Tớ sẽ rút tất cả các kim bằng cái nhíp này. Ôi, tớ có ý tưởng nhanh hơn. Kết, cầm cái cưa này đi. Cưa? Không, tớ không biết dùng nó như nào đâu. Để tớ dùng nhíp, rất là dễ. Emma, hiểu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đợi rất lâu đấy. Ồ, như thế này này, chuyện như vậy đấy. Kate, bao giờ cũng mới xong.
Ôi trời ạ, tớ không thể chịu được nữa rồi. Ôi, thôi đừng có than nữa, còn một tí nữa thôi. Đấy, tớ đã làm xong rồi. Ê, các bạn ngủ rồi sao? Vậy thì phải tự thử nó thôi. Mùi cũng không tệ đâu. Ôi, trời ơi, ghê quá. Trời ạ, vị thật là ghê tởm. Ôi trời ạ, mọi người đều ngủ hết rồi. Vậy thì tớ sẽ vứt nó đi và sẽ không ai biết. Hả? Chuyện gì vậy? Ôi, đó là tớ. Trời ạ, tớ thấy cả mình ghê quá đi mất. Ôi, tớ đã làm đổ nó rồi. Khổ thân kết. Ừ, may quá. Một lon Fanta nhỏ xíu thế này thôi sao? Trời ạ, nó to bằng ngón tay tớ vậy. Ồ, của tớ Fanta to quá, tuyệt vời. Ôi, trời ạ, tớ vui quá đi mất. Trời ạ, đây là may mắn đây này. Ôi, tại sao Jack lại may mắn như vậy? Thôi được rồi, trong khi cậu ấy đang hạnh phúc, tớ sẽ chăm sóc Fanta của mình vậy. Ồ, có thạch này. Tuyệt thế. Ôi, tớ muốn thử nó. Ồ, wow, ngon thật đấy. Ôi, hình như tớ vô tình nuốt cả chai rồi. Ôi, làm tốt lắm Monica. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tớ. Ôi, tớ yêu Fanta. Ôi, trời ạ, ngon quá. Ồ, vẫn còn một ít này. Cần phải thử đến mọi thứ cuối cùng. Ôi, hình như lưỡi của tớ bị kẹt rồi. Ôi không. Dạ, kêu tớ với. Thôi được rồi, đưa đây. Kéo đi. Cậu đang làm gì vậy? Ai? Cậu làm gì vậy Jack? Đau quá. Ui, xin lỗi Wendy. Thôi, hãy bắt đầu với phần của mình đi. Ui, tớ vui quá, bắt đầu từ đâu bây giờ? Để tớ thử ấn nhá. Ui, hình như không được. Ôi, khổ thân Jack. Trời ạ, Fanta rất là gần. Các bạn cứ cười đi. Ồ, dừng lại. Tớ có một ý tưởng này. Hãy cầm và nghiêng chai nhá. Như này này. Ồ, wow. Thạch đổ ra thật rồi này. Ôi, Jack không nhìn thấy, tớ sẽ ăn một chút. Ôi, một chút nữa. Ôi, ấn thêm một phát nữa. Và ngon quá. Ôi, chuyện gì vậy? Ôi, xong rồi. Ôi. Tớ xin lỗi nhá. Thôi được rồi, đến lúc phải ăn rồi. Chắc là ngon lắm đây. Có lẽ cậu muốn thử. Trời ạ, tớ dính khắp người đây này. Ôi trời ạ, các bạn ấy. Kem Baskin Robbins. Nhưng mà tại sao nhỏ tí thế này? Tớ yêu kem. Và còn dâu tây nữa chứ. Ồ, Monica có cái gì vậy? Đây là sô kem to đùng của tớ. Ôi, lạnh thế. Ôi, trông cậu buồn cười quá. Bây giờ cậu hãy ăn kem mini của cậu đi. Ôi, các bạn thật độc ác. Thôi được rồi, tớ sẽ bắt đầu. Nó ngon thật đấy. Ôi trời ạ, cái thìa này to quá, không thể nào mà dùng được nữa. Trời ạ, làm gì bây giờ? À, tớ có ý tưởng này. Hãy lật nó lại. Ôi, tớ thật là thông minh. Ôi, vị ngon thật đấy. Ôi, nhìn cậu ấy ăn ngon làm sao. Ôi không, thế là hết rồi. Trời ạ, nhanh quá. Ôi, phải biết làm sao đây. Bây giờ đến lúc tớ thử rồi. Tớ sẽ lấy cái thìa và... Ui, nó bị kẹt rồi. Ua, tớ rút hết cả kem ra cùng một lúc rồi này. Ôi, bắt đầu thử nó nhá. Ngon thật đấy. Ôi, trời ạ, mình cũng muốn ăn thử thêm. Tớ có ý tưởng này. Cảm giác kỳ lạ thật đấy. Như là ai đó đang trốn sau lưng tớ. Nhưng mà tớ không hiểu.
À, đây là người đang ăn cắp game của tớ đây. Ôi, tớ chỉ muốn thử một chút thôi. Ôi, đau thế. Thôi, đừng có trêu tớ nữa. Tớ sẽ tiếp tục. Ôi, trời ạ, bây giờ tớ chỉ có thể nhìn. Đấy, tớ đã sẵn sàng. Bây giờ cậu tiếp tục đi. Yeah, cuối cùng cũng đến lượt tớ. Ô, nhưng mà thìa gì thế này? Đều chính là kem của tớ rất là lớn. Ôi, ngon lắm sao? Ôi, không biết cậu ấy chán ăn nhanh đến mức nào đây. Ôi, hình như tớ hơi lạnh hay sao ấy. Ôi, lạnh thế. Trời ạ, phải liếm bên trong nữa. Trời ạ, cậu ấy đang làm gì vậy? Chúng ta cần phải giúp cậu ấy. Nào. Cảm ơn cha, tớ suýt thì đóng băng. Ôi, có vẻ như Monica sắp biến thành một bức tượng băng rồi. Wow, thật là đẹp. Tại sao con ngựa của tớ nhỏ thế? Ôi, con của tớ thật là đáng yêu, quá đẹp luôn. Ôi, thôi được rồi, không làm được gì. Chắc là tớ bắt đầu vậy. Tớ sẽ đeo bịt mắt vào và... bắt đầu nào. Ôi, hình như của cậu không được làm. Trời ạ, cái gì vậy? Ôi, cái này thì rõ bể. Không thể nào mà đập được. Thôi được rồi, tớ sẽ lấy và giật nó xuống. Đúng rồi. Bên trong có gì? Ồ, đây rồi. Kẹo của tớ đây rồi. Tớ rất thích chúng. Cậu nhìn gì vậy? Thôi được rồi, đấy là cậu rồi đấy Monica. Ok. Băng của tớ đâu nhỉ? Đeo nào. Trước tiên cần phải tập trung rồi đã. Cậu ấy đang làm gì vậy? Một đòn chính xác. Và... yeah, được rồi. Ai, đau quá. Trời ạ. À. Đấy, chờ đấy con ngựa này. Đây, nhận lấy đi. Nhận lấy đi. Đấy. Ôi, xem nào. Yeah, phần thưởng của tớ. Ngon tuyệt vời. Ôi, tớ rất thích nó. Tuyệt lắm, làm tốt lắm Monica. Ôi, tớ sẽ đổ hết ra. Ôi, vâng. Trời ạ, à, ngon quá. Tớ rất là vui. Ồ, trời ạ, răng của cậu Monica trông giống như một chiếc cầu vồng vậy. Tuyệt lắm. Sao Wendy, chỉ còn cậu thôi. Trước hết, tớ phải đeo băng vào mắt đã. Nào, bây giờ tớ đã sẵn sàng. Bây giờ. Ui. Như này. Yeah. Ôi trời ơi. Ôi, tớ đang bơi trong một đống Skittles. Ôi, cả một đống đồ cây. Ôi, tớ đang có đầy kẹo. Ê, Wendy, trời ạ, chúng ta cần phải nói chuyện. Ồ, nhiều kẹo thế. Ồ, tất cả chúng ta đều đủ. Ôi, thật là một thử thách tuyệt vời. Ồ, kẹo mút, nó chắc chắn sẽ rất là ngon. Tớ cũng có một cây kẹo mút, và nó còn rất là to nữa chứ. Ôi, thế mà to sao? Nhìn của tớ đây này, nó thậm chí còn không vừa vào cái đĩa này. Ôi, thật là tuyệt vời. Các bạn, tớ nghĩ rằng tớ đang yêu. Tớ sẽ là người đi trước. Ôi, ở một nơi nào đó tớ phải được may mắn chứ. Ôi, kẹo mút không chỉ ngon mà còn rất vui nữa. Mặc dù, tất nhiên, chơi với nó không thể bằng được liếm. Ôi, thật tiếc vì nó quá nhỏ. Tớ ăn hết nhanh quá. Monica, bây giờ bạn có thể bắt đầu ăn rồi đấy. Với niềm vui thôi. Nhưng tớ sẽ không chỉ liếm nó, tớ đã nghĩ ra một cái thứ hay ho hơn. Bây giờ tớ không phải có một cây kẹo mút lớn, mà có cả một đống kẹo nhỏ. Thật tuyệt phải không? Ôi, nhìn này, tớ có thể ăn chúng lâu hơn và kéo dài sự sung sướng. Ôi, thật là tuyệt vời.
Ôi, tớ có thể tưởng tượng được bạn hạnh phúc thế nào. Tớ cũng không muốn từ chối thêm một viên kẹo đâu. Ôi, trông ngon thật đấy. Đấy, xong rồi. Tớ đã xong. Lucy, đến lượt cậu đấy. Lạ thật đấy. Rõ ràng là có gì đó không ổn với bạn ấy. Có vẻ như bạn ấy thực sự rất yêu cậu Mút. Điều này có nghĩa là bây giờ nó là của chúng ta rồi. Ê, bạn đã làm gì vậy? Ai cho phép bạn chạm vào kẹo của tớ? Trả lại tớ tất cả những gì bạn đã lấy trộm đi. Kết, tớ đã nói với bạn là trả lại cho tớ tất cả mọi thứ mà. Các bạn, tớ phải dùng phép thuật để làm lại chiếc kẹo Mút thôi. Đấy, xong rồi. Tớ sẽ không để bất cứ ai chạm vào nó một lần nữa đâu. Tớ thậm chí sẽ cấm các bạn nhìn vào kẹo Mút. Nó là của tớ. Ôi, đồ tham lam. Bạn phải chia sẻ với bạn bè của bạn chứ. Ôi, thật là kỳ lạ. Tớ đã bị dính vào cái gì đó rồi. Tại sao? Bây giờ lại không lạnh mà. Cần phải bỏ ra. À, đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn tham lam. Ồ, đúng vậy. Hãy nhìn xem bây giờ chúng ta có bao nhiêu cái Mút này. Tuyệt. Các bạn, tôi có cả một xô sâu ăn ngon quá. Có phải tuyệt vời không? Tất nhiên tớ không có cả thùng, nhưng cũng không tệ. Tớ chỉ có một con sâu. Thôi được rồi các bạn, tớ sẽ cho phép các bạn ghen tị với tớ. Tại sao phải ghen tị? Chúng tớ cũng có đồ ăn ngon mà. Tớ chỉ có một con sâu, nhưng nó sẽ rất là ngon đấy. Và các bạn có thể chơi với nó mà. Bạn biết rằng run thường cũng dùng để câu cá được không? Tớ tự hỏi tớ sẽ bắt được con gì đây. Các bạn đừng làm ồn. Đừng xua đuổi cá. Yeah, tuyệt rồi. Wow, một con cá thật kìa. Nhưng thay vì một con sâu kẹo dẻo, tớ bắt được một con cá kẹo dẻo. Nhưng nó thậm chí còn tuyệt vời hơn bình thường. Cá này rất ngon và ngọt. Nhân tiện, nó là nước con sâu của tớ, vì vậy tớ cũng được ăn nó. Wow, tuyệt thật đấy. Tất nhiên rồi, vì vậy tớ rất may mắn. Thôi được rồi Lucy, đến là cậu ăn rồi đấy. Nào nào, tớ đoán cũng sẽ không ăn chúng đâu. Kết, bạn có thể cho tớ mượn cái cần câu được không? Tớ cũng muốn học cách câu cá. Hy vọng với cả cái túi đầy kẹo dẻo này, tớ có thể bắt được một con cá mập. Hoặc là bạn sẽ bắt được Kit. Cần phải xem với mồi chứ, nếu không sẽ bị ăn trộm đấy. Trời ạ, không có sâu, nó đâu rồi? Kit, bạn không thấy xấu hổ sao? Trả lại cho tớ đi. Nếu đó là những gì bạn muốn thì thôi được rồi. Ê, trả đây. Đây, của bạn đây. Trời ơi, Kết ơi, bạn làm gì vậy? Bây giờ nó đầy nước bọt của bạn. Tớ không muốn ăn chúng nữa đâu. Monica, đến lúc bạn ăn rồi đấy. Ôi, đến lúc rồi. Tớ không cần câu cá. Tớ chỉ muốn ăn những con sâu ngon này thôi. Các bạn, món này ngon không thể tả được. Cần phải ăn hết. Điều chính là nhét số lượng tối đa vào miệng. Sau đó không ai có thể ăn cắp được chúng. Ôi, ngon thật đấy. Ôi, Monica, cho chúng tớ thử với. Không, tớ sẽ không cho bạn chạm vào những con sâu đáng kinh ngạc này đâu. Lucy, tớ có một ý tưởng làm thế nào để chúng ta có thể dạy cho người tham ăn này một bài học rồi. Nước sốt nóng. Ôi, ý tưởng thật là tuyệt vời. Không biết ăn kẹo dẻo với cái này như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ Monica sẽ rất thích nó đấy. Xong rồi. Ôi, ngon thật đây. Tớ muốn ăn nữa và ăn. Dường như có điều gì đó không ổn thì phải. Sao lại cay thế này?
Trao đổi của chúng ta đã thành công rồi. Bây giờ Monica sẽ rút ra một bài học để đời. Tham lam là không tốt. Vậy là vì bạn mà tớ suýt nữa bị bỏng từ bên trong. Không thể tin được. Nhận lấy đi. Bây giờ các bạn trông tốt hơn rất nhiều rồi đấy. Màu xanh rất phù hợp với các bạn. Phù kinh quá. Tại sao tớ lại có cái chai nhỏ nhất? Bởi vì chai lớn nhất là của tớ rồi. Hy vọng có một cái gì đó bên trong. Tớ có một chai nhỏ hơn, nhưng tớ chắc chắn rằng nó sẽ rất ngon ở bên trong. Trời ạ, chai của tớ nhỏ tí luôn. Thật là không công bằng. Vậy thì tớ sẽ là người đầu tiên uống nó. Hy vọng nó không có màu vàng vì nó có nước chanh ở bên trong. À, đây là thạch. Ôi, thạch luôn ngon mà. Ngon thật đấy. Wow, tuyệt thật. Các bạn, món này rất là ngon. Tớ đã sẵn sàng thử thách món thạch này cho phần còn lại của đời mình rồi. Nhưng thật tiếc nó đã kết thúc. Thế sao họ lại đối xử với tớ tàn nhẫn như vậy? Có nghĩa là bạn đã cư xử sai rồi. Tớ có một chai rất lớn này. Và tớ chắc chắn rằng thạch màu tím của tớ ngon hơn nhiều so với thạch vàng của bạn. Ôi, đẹp thật đấy. Tớ chưa bao giờ được thưởng thức loại thạch ngon như vậy. Nó có vị quá mọng. Tớ đã sẵn sàng uống toàn bộ rồi đây. Lucy, tớ hoàn toàn hiểu bạn đấy. Ôi, ngon thực sự đấy. Ôi, tớ uống hết rồi. Chỉ còn một tí ở dưới đáy. Cần phải móc nó ra. Cũng không khó lắm đâu. Tuyệt. Ngon thật đây. Kate, bạn là một bậc thầy trong việc cho ngón tay vào trong chai đấy. Ôi, tớ sẽ làm tất cả để ăn thôi. Wow, ngon thật đấy. Ôi, ngón tay của tớ bị kẹt rồi. Tớ nên làm gì? Ôi, cái chai ngu ngốc này nữa. Trời ạ. Ôi, có vẻ như tớ sẽ không còn thạch nữa. Nhưng mà tớ đã rất là vui khi được thử. Thôi, bây giờ đấy là bạn rồi đấy. Ôi, cuối cùng tớ cũng sẽ được thử xem thạch ngon như nào. Ai? Ôi, cái chai đập vào đầu đau quá. Ngay vào đầu chứ. Tớ nghĩ rằng tớ có thể xử lý được thạch của tớ tốt hơn. Còn nhiều hơn nữa chứ. Tớ có thể bóp nó ra thôi mà. Lạ thật đấy. Tại sao tớ không làm được gì? Nào, cố lên. Trời ạ, đây là thạch mềm và dẻo mà. Ôi, hình như hoạt động rồi. Bây giờ chỉ cần lật nó ra ấy. Wow, trông ngon thật đấy. Các bạn, tớ đang trên thiên đường. Tớ chưa ăn thứ gì ngon hơn cả. Thật đáng tiếc khi có một chai khổng lồ như vậy mà vẫn chưa đủ. Tớ muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Thạch thực sự rất ngon và hơi dính. Nhưng không có gì sai với điều đó cả. Hay là có. Bàn tay của tớ trông dính vào bàn rồi. Cứu, chuyện gì đang xảy ra? Monica, chúng tôi không biết phải giúp bạn như nào. Đừng lo, tớ đây. Và mọi thứ đều ổn. Tớ phải tiêm vào cái bàn chải một chút mà. Nhưng tay tớ vẫn nên dính vào nó. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì. Ôi, Monica với cả cái bàn thành một rồi kìa.